Và trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu tính chất của SO2 thì người ta điều chế một lượng nhỏ SO2 bằng cách đun nóng muối sulfit với axit H2 bốn loãng. Đun nóng muối sulfit với H2 bốn loãng. Các con nhìn cái hình ảnh này. Bây giờ ở trong cái bình cầu này cô đã bỏ chất rắn Na2SO3. Sau đó cô mở khóa cho dung dịch H2 bốn loãng nhỏ xuống dưới đây, phản ứng nó xảy ra. Na2SO3 tác dụng với H2O4 sinh ra khí SO2. Khí SO2 thoát lên đi theo đường ống dẫn khí đi vào bình tam giác. Được chưa? Đây là cách thu khí SO2 bằng phương pháp đẩy không khí. Vì khí SO2 nó nặng hơn không khí. Vì SO2 nó nặng hơn không khí cho nên chúng ta cần phải gì? Cần phải đặt ngửa bình. Đồng ý chưa? Thứ hai là chi? Khí SO2 á, chúng ta không thể thu khí SO2 bằng phương pháp đẩy nước. Bởi vì sao? Bởi vì SO2 là một khí tan nhiều trong nước. Cái khí nào mà tan nhiều trong nước thì không thể thu được bằng phương pháp đẩy nước. Thứ ba là trong cái bình thu khí SO2 chúng ta bắt buộc phải nuốt bằng một cái bông có tẩm dung dịch kiềm. Ở đây dùng NaOH cũng được, dùng sốt cũng được, dùng nước vôi trong cũng được. Vì sao? Bởi vì SO2 là một khí độc và khi mà nó thoát ra môi trường nó gây ô nhiễm môi trường. Cho nên chúng ta cần phải dùng cái nút bông chặn lại đây, chặn ở nút đây để ngăn SO2 nó thoát ra bên ngoài. Đồng ý chưa? Người ta cũng có thể điều chế một lượng nhỏ SO2 bằng cách dùng phản ứng của đồng tác dụng H24 đặc nóng. Khi đó tạo thành COS4 khí SO2 và nước. Đây hai cái hình vẽ này là mô tả cái quá trình điều chế và cũng như là điều chế cái khí đó ra rồi chúng ta đi thử cái tính chất hóa học của nó. Bây giờ này, có phải là khi cô cho Na2SO3 tác dụng với H24 thì sinh ra khí SO2 đúng không? Khí SO2 đi là cô không thu nữa mà cô dẫn trực tiếp vào trong bình đựng dung dịch thuốc tím. Thì chắc chắn là sau một thời gian cô sẽ thấy dung dịch thuốc tím này như thế nào, nhạt màu và sau đó là mất mất màu. Còn bên này là cô nhỏ H24 đặc để tác dụng với đồng để cô thu được khí SO2. Vậy khí SO2 lên đây đi theo này rồi đi xuống đây. Biết vì sao cô phải dẫn qua đây không? Vì sao cô phải dẫn qua bình H24 đặc không? Bởi vì khi SO2 đi lên đây thì nó có mang theo hơi nước. Cho nên cô sục qua dung dịch H24 đặc để H24 đặc này giữ nước. Khi đó cô chỉ còn khí SO2 khô thôi. Thì cô sẽ thu được khí SO2 khô. Cô thu vào trong trong bình tam giác. Và đây là thu bằng phương pháp gì? Phương pháp gì? Phương pháp gì? Phương pháp đẩy không không khí. Và cô có một cái bông tẩm thuốc tím khi nãy ở trên kia là cô tẩm bằng dung dịch kiềm, còn dưới này là cô tẩm thuốc thuốc tím thì thuốc tím nó cũng tác dụng được với SO2. Tuy nhiên chúng ta nên dùng dung dịch kiềm, bởi vì sao? Phản ứng giữa dung dịch kiềm với lại SO2 nó xảy ra nhanh hơn so với thuốc tím với SO2. Thứ hai là cái sút đó, cái dung dịch nước vôi trong thì các con biết rồi là nó rẻ tiền. Nó rẻ tiền hơn so với thuốc tím nè. Đồng ý chưa? Bây giờ về điều chế SO2 trong công nghiệp. Đây. Con biết là trong công nghiệp SO2 được điều chế bằng cách đốt lưu huỳnh và quặng hoặc là quặng pyrít sắt. Con biết là cái đốt lưu huỳnh này nó thường gặp trong nhà máy đường lắm. Biết vì sao không? Nhà máy đường người ta cần khí SO2 để làm trắng đường ở giai đoạn cuối cùng trước khi đóng bao thành phẩm. Thì lưu huỳnh đốt thì các con biết rồi, nó cháy với ngọn lửa màu xanh đúng không? Tạo thành khí SO2. Còn quặng pyrít sắt, quặng pyrít sắt FeS2, quặng pyrít sắt là 4 lần quặng pyrít sắt cộng 11 lần oxy thì sẽ tạo thành 2 lần Fe2O3 và 8 lần SO2. Tương tự các muối sulfua khác khi đốt trong không khí thì chúng ta cũng sẽ thu được khí SO2. Riêng cái muối sulfua của bạc á, là nó không ra oxit kim loại đâu. Vì các con biết rồi,
bạn đâu tác dụng oxy, cho nên ở đây cổng oxy là không bao giờ ra oxy của bạn hết trơn á. Cho nên đừng có viết theo quán tính, nhớ nghe, nhớ cái phương trình này là đừng có viết ra Ag2O nghe, không viết ra Ag2O nghe, nhớ chưa?